Hello everyone. Hello, Hi how's Hi. Đừng có nói nữa nha. Hải Đăng. Hello Yes, teacher. hello Minh Châu. Rồi. Yes, hello Phúc Minh. Hello Hải Đăng, hello Khánh Nam ha. Rồi. Hôm qua cô có giao bài tập về nhà cho mình. Đó là mình sẽ học thuộc số đếm từ from 1 to bao nhiêu nhỉ? Từ 1 cho tới số bao nhiêu? Hôm qua mình học tới số bao nhiêu rồi? Bạn nào biết nè, mở mic lên xung phong nè. Ok, Khánh Nam please. 14. Con nhớ là phải đọc là teen nhé, chứ không đọc là T. Rồi, 14. Từ 1 cho tới số 14. Chính xác rồi ha. Ok, who can volunteer? Who can be volunteer? Bạn nào tình nguyện không? Bạn nào xung phong không? Ok, hãy đăng please. Let's count from 1 to 14. Ủa, dạ, có phải là đếm từ 1 đến 14 không? Yes, that's right. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Yes, that's right. Từ 1 tới 10, từ from 1 to 10 too easy. Ok, từ 1 tới 10 nó đã quá là dễ rồi. Cái mà chúng ta cần nhớ là gì? 11, 12, 13, 14. Ok, rồi, cô chỉ khởi động một chút xíu như vậy thôi ha. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần bài mới. Ok, các con còn nhớ cái bài đâu rồi? Đây, các con còn nhớ mấy cái bài mà biểu cảm này không nè? Happy, sad, hungry, thirsty, hot and cold. Ok, bây giờ cô sẽ hỏi một số trước ha. Ok, Phúc Minh. Yes. Ok, I'm cry. So, how do you feel when you cry, happy or sad? Right, khi mà con cry là gì nhỉ? Cry là khóc. Vậy thì khi mà con khóc thì con sẽ cảm thấy gì? Vui hay buồn nhỉ? How do you feel? Okay, tell me the word. Nói cho cô cái từ vựng đó là gì? Sad. Yes, that's right. Okay, spelling. Spelling the sad. Spelling. S-A-D. Okay, sad. Okay, thank you. And next one, can I please? Okay, can I? Do you have dinner? Do you have dinner? Ăn tối chưa con? Anh tới rồi. Ăn tối rồi hả? Vậy á, cô hỏi nhá, thí dụ như lúc con chưa được ăn tối á, thì con sẽ cảm thấy như thế nào? Khát nước hả? Đói. Hay như thế nào? Oh, okay. Tell me the word. Cho cô cái từ đó nào. Hungry. No, hungry. Hungry. Phải là greedy nhé. Okay, can you spell the word? Con có thể đánh vần cái từ hungry không? S I U U N N HUNG U RI. R Y Yes, RRY. Okay, thank you. Anna, tiếp theo Minh Châu please. Yes. Minh Châu. So I want a glass of water. So gì nhỉ? Cô cảm thấy như thế nào?
Khi mà cô muốn water. Water là gì? Nước. Yes, I need a bottle of water now, right now. Bây giờ cô cần ngay một cái chai nước. Vậy thì lúc này cô đang cảm thấy no hay như thế nào? So, how do I feel? Thirsty. Yes, that's right, thirsty. Okay, spell thirsty. T-H-E-R-S-T-Y. Yes, okay, T-H-I-R-S-T-Y. Thank you. And the last one, Hải Đăng. Hải Đăng. Yes. Ok, vừa nãy chúng ta có cái từ sad. Sad rồi. Vậy cho cô cái từ trái nghĩa với từ sad. Trái nghĩa với từ sad, chúng ta có từ gì? Nói bằng tiếng Anh nha. Oh, that's right, happy. Đúng rồi ha. Từ happy dễ quá. Rồi, vậy nếu như mà dạo này á, thời tiết ở ngoài đường ban ngày là 37, 38 độ C rất là nóng luôn ha. Vậy thì cái từ đó là gì? Hot. Oh, that's right, hot. Vậy thì bây giờ cô mời bạn Phúc Minh đi. Phúc Minh. Yes. Ok. Vậy khi con về tới nhà, con bật máy lạnh lên. Trái nghĩa với từ hot, con có một từ. Đó là... Oh, that's right, cold. Thường thì in the winter, vào mùa đông, winter là mùa đông ha. Vào mùa đông chúng ta sẽ cảm thấy cold. Và vào summer thì we will feel hot. Được chưa? Summer thì đi với hot, mà winter thì đi với cold. Rồi, đó là cô nhắc lại bài cũ của chúng ta ha. Chúng ta có những cái tính từ chỉ trạng thái của chúng ta: happy, sad, hungry, thirsty, hot và cả cold. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các từ vựng đó. Mình sẽ học một bài khác. Yêu cầu của bài này đó chính là chúng ta sẽ nghe một câu chuyện. Câu chuyện này gồm có 4 bức tranh. The story has 4 pictures. And we will listen and repeat the art. Tức là sao nhỉ? Yêu cầu đề bài yêu cầu ta nghe cái câu chuyện này và lặp lại. Lặp lại là sao? Là họ nói câu gì? Cô sẽ pause lại một lúc, cô sẽ dừng lại một lúc. Cô mời các bạn nhắc lại cho cô câu đó. Được không? Và cô sẽ không hướng dẫn đâu. Bài tập này sẽ là yêu cầu các bạn hoàn toàn tự chủ động nghe. Cô dừng và cô mời bất kỳ ha. Ok, wait a minute. Let's talk about Grammarly. The digital writing assistant more than 20 million people use to connect. Listening 39. Listen. Listen to Ok, bây giờ các bạn cùng tập trung ha. Rồi, đầu tiên cô sẽ zoom vào picture 1 and picture 2. Cô sẽ cho các bạn nhìn phóng to ra picture 1 và 2. Chúng ta cùng lắng nghe xem hai bức tranh này nó sẽ kể về câu chuyện gì. Ở đây thì chúng ta thấy nó đang ở một cái setting, nó đang ở một cái tình huống là các bạn này đang ở công viên, đúng không? Đang ở một cái park, và các bạn có xích đu nè. Bạn thì nói chuyện với nhau, bạn thì đi với mẹ. Ok, bây giờ chúng ta cũng cùng xem ha. Now listen and repeat. The story.
She's happy, Billy. Okay, repeat this statement. Cô mời bạn Minh Châu nhắc lại cho cô câu này nào. Ok, Minh Châu có nghe kịp không nhỉ? Hello. Yes. Ok, vừa nãy con có nghe kịp câu đó không? Không nghe kịp đúng không? Rồi, vậy bây giờ nghe lại nha. Đợi con một xíu, tại vì mỗi lần tu thì nó sẽ hơi lâu. Rồi, lắng nghe cái câu này nha con. Look, she's happy, Billy. Okay. Look. What did she say? Look. Look, she's happy, Billy. Yes, that's right. Look, she happy, Billy. À, đây là cái câu của bạn này. Bạn này hình như tên là Tim phải không nhỉ? Bạn Tim nói với Billy về bạn nữ này. Đây, về bạn nữ mặc áo vàng này. Theo như cô quan sát thì cô thấy bạn nữ mặc áo vàng này đang rất là happy. À, và bạn ánh mắt của bạn Tim, ánh mắt của bạn Tim đang nhìn bạn nữ này, và bạn Tim mới nói với Billy là look, she's happy. Look, nhìn kia, she's happy. Cô ấy vui. Billy, nhìn này Billy, cô ấy đang rất là vui. Ok, câu tiếp theo ha. Cô sẽ mời một bạn khác cho nên các con chú ý nha. Happy, happy. Ok, repeat. Khánh Nam please. Quá dễ ha. Happy. Happy, ok. Rồi Khánh Nam nghe tiếp cho cô câu này luôn ha. I'm happy. I'm happy. Good. 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 Bình thường cô hay khen mình là gì? Ok, very good, very good. Good có nghĩa là tốt. I'm happy là tôi cũng đang vui. Good. Tuyệt thật, rất tốt. Rồi, câu tiếp theo ha. Các con tắt mic nha. Hết lượt của mình thì mình sẽ tự động tắt mic giúp cô. We turn to the picture 2. The picture 2. Chúng ta sẽ chuyển qua cái bức tranh số 2 này ha. Look. Aw, he's sad. Okay, Hải Đăng please. Con nghe được gì, Hải Đăng? What did you say? What did you hear? He's sad. À, trước đó có một từ nữa. Từ nhìn kìa. Nhìn kìa là gì? Look, he's sad. À, đúng rồi. Look, he's sad. Đây là lời thoại của ai nói với ai? Không, bây giờ chỉ cần đoán xem ai là người nói câu vừa nãy. Con đoán thử xem. Mommy. Mommy. Cô nghĩ là bạn mà cô nghĩ là mẹ, mẹ nói nhà mommy chứ không phải là bạn Simmy gì đâu. Rồi bạn mommy nói, mẹ, mẹ nói. Tự nhiên cái cô kêu là bạn mommy, sorry guys. Mommy nói với bạn Billy là look, he's sad. Vậy cái con đoán he's sad ở đây, anh ấy buồn. Vậy anh ấy là ai? Anh ấy là các bạn nào? Bạn nào? He là anh. He là anh ấy. Rồi, trong bức tranh số 2 này, con đoán xem ai là người mà mẹ đang nói tới. Mẹ đang nói là he's sad, anh ấy buồn. Vậy anh ấy là ai? Anh ấy là ai trong bức tranh này? Trong mẹ. Bức tranh này có ai buồn? Mẹ.
No, mẹ đâu có buồn đâu. Buồn là phải cry, phải khóc. Vậy bạn mặc áo cam. Yes, đúng rồi. The boy wear an orange t-shirt. À, cái cậu trai mặc áo cam này ha, là cậu trai này đang cry và có lẽ là cậu ấy buồn, cho nên là mẹ thấy vậy, mẹ mới nói với Billy, Timmy và Rosie nói là gì? Look, he said. Nhìn kìa, bạn ấy trông buồn, anh ấy trông buồn quá. Rồi, chúng ta nghe câu tiếp theo ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với picture 3, bức tranh số 3. Tình huống này tiếp theo sẽ nói về cái gì đây? Sad. Sad. Ừ. Billy vừa mới nhắc lại hai từ. Sad. Sad. Tức là Billy chỉ mới bập bẹ biết nói thôi, cho nên là Billy nghe mẹ nói là he sad. Billy mới tập lại nói theo là sad. Sad. Rồi bây giờ chúng ta mới đến với bức tranh thứ ba ha. I'm sad. Okay. What did Billy say? What did Billy say? Billy vừa mới nói gì nhỉ? Cô mời bạn Phúc Minh. I'm sad. Oh, sad. Sad. I'm sad. À, lúc này Billy xưng là I'm, có nghĩa là tôi. Tôi sao? Sad là buồn, tôi buồn. Ok, có lẽ là Billy thấy bạn Orange này, cái bạn mặc áo cam này khóc, cho nên là Billy sẽ buồn theo. Thường thì trẻ em nó sẽ có cái tâm lý là thấy bạn mình khóc rồi cũng khóc theo. Các con có vậy không? Có bạn nào mà đi học ở trên trường cái thấy bạn mình khóc vì nhớ mẹ cái mình cũng khóc theo không? Have anyone cried? À, không ai hết hả? Sao lớp này giỏi quá ta? Rồi bây giờ chúng ta đến với bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba. Poor Billy. Look, she's hungry. Cô này là gì? Bạn nào xung phong không nhỉ? Ờ, cô mời hãy đăng please. Look. She's hungry. Look, she's hungry. Nhìn kìa, she's là ai nhỉ? Là cô ấy. Chính xác. Vừa nãy chúng ta có từ he là anh ấy, thì ở đây she's là cô ấy. Hungry mình đã học từ này rồi, có nghĩa là đói bụng. Đây ha, bức tranh thứ ba, cô gái này đang ăn, cô đoán ở đây là cookies. Cô đoán ở đây là cookies. À, cô gái này đang ăn bánh cookies, cho nên là Billy nói là cô ấy đói bụng. Nghe tiếp nha. Hungry. Hungry. I'm hungry. Okay, what did Billy say? Something can repeat. Cô mời bạn. I'm hungry. Yes. What did Billy say? Hungry. 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 I'm hungry. Yes, that's right. Bạn Billy nói cái từ hungry twice. Bạn nói tới hai lần. Sau đó bạn mới nói I'm hungry. Bạn bắt chước theo á. Bạn Billy là cái tuổi đang tập ăn tập nói, cho nên là bạn Billy thấy mọi người nói gì là bạn Billy sẽ nhái theo để tập nói theo. Billy thấy cô này ăn bánh. Billy nói là look, she's hungry. Hungry, hungry, I'm hungry. No, Billy. Come. Mẹ vừa nói gì nhỉ? Mẹ vừa nói gì? Câu này dễ lắm. Bạn nào nghe được không? Phúc Minh con nghe được không? Là gì con? No Billy. À, đúng rồi, chỉ có hai từ no Billy. Nghe tiếp nè. Here. Sorry. Ok, cô nhắc lại nè.
Vừa nãy có một cái từ nó bị ngắt, đó là mẹ nó là come here. Come here là gì nhỉ? Có bạn nào đi siêu thị cái xà vào cái hàng toys, xà vào cái hàng đồ chơi, xong mẹ mình cũng sẽ nói mình là lại đây, lại đây. Vậy chúng ta có từ come here là gì? Cô mời Hải Đăng. Lại đi. Chính xác, come here, lại đây nào. Rồi, Billy, tức là Billy xin bánh của cô này nè. Nhìn vào bức tranh thứ 4 cho cô ha. Billy nói Billy đói bụng, I'm hungry. Sau đó Billy chạy lại xin bánh của cô áo cam này. Và mẹ của Billy ngăn lại nói, no Billy, đừng Billy, come here, lại đây nào. Ok, sau đó bạn Billy có trả lời mẹ là I'm sorry, tôi xin lỗi, con xin lỗi. Ok, bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe một lần, cô sẽ không dừng lại. Cô sẽ không dừng lại nữa. Listening 40. Listen to the story. Look. Ở đây, ở phía dưới màn hình sẽ là phần phụ đề ha, sẽ là phần phụ đề, các con có thể đọc vào đây, nhìn theo từng chữ và đọc theo giúp cô nha. Look. She's happy, Billy. Happy. Happy. I'm happy. Good. Look. Aw, he's sad. 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 I'm sad. Poor Billy. Look. She's hungry. 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 I'm hungry. No, Billy. Come here. Sorry. Ok. Too easy ha. Các con đã hiểu được một câu chuyện rồi đó. Mình đã hiểu được nội dung của một câu chuyện mà không cần phải dịch quá nhiều từ vựng. Bởi vì từ vựng bây giờ nó nằm trong đầu mình rồi ha. Ok. Hôm nay chúng ta đến với Unit 3. Are these his pants? Are these his pants? À, rồi. Bắt đầu từ cái bài này nó sẽ hơi rắc rối một xíu ha. Đầu tiên chúng ta có câu hỏi are these? Are these? Cái từ these có nghĩa là những cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần được gọi là những cái từ mà chỉ this, that, these, those. No. Rồi, bây giờ ha, mình sẽ phân ra làm hai luồng. Luồng đầu tiên sẽ là luồng số ít. Số ít là số 1. Số ít là chỉ một cái, gọi là số ít. Cô sẽ mở ngoặc. 1. Thôi khỏi mở ngoặc đi, các bạn đều biết hết rồi mà. Số ít, luồng đầu tiên cô có số ít ha. Trong cái số ít này, cô sẽ có hai từ. Đợi cô xíu này. Số ít hai chấm. Dấu chấm thứ nhất. Cô sẽ có từ this và that. This là ở đây. Còn that là ở đó. Rồi, đầu tiên ha, cô có gạch đầu dòng thứ nhất.
This ở đây, that ở đó. Và hai từ this, that này chỉ dành để giới thiệu những đồ vật số ít. Nhớ nha, chỉ dành để giới thiệu những đồ vật số ít. This, that dành để chỉ số ít. This mang nghĩa là ở đây. That mang nghĩa là ở đó hoặc là ở kia. Rồi chúng ta đến với gạch đầu dòng thứ hai, đó là số nhiều. Ok, gạch đầu dòng số 2 là số nhiều. Số nhiều cũng có ở đây và ở đó, nhưng mà nó khác một cái, nó là these và đâu. These có nghĩa là những cái này. Thôi cô ghi vậy sợ các bạn khó hiểu quá. Để cô ghi ra như vậy nè. Đầu tiên cô có this is. This is. Đây là. Và mũi tên. That is. Kia là. This. Chờ có một xíu nha các bạn. These are là những cái này. Còn those are là những cái đó. Rồi, this is, đây là, that is, kia là, these are, những cái này, those are. Những cái đó hoặc là những cái kia đi. Rồi, các bạn phải phân biệt cho cô từng dạng, từng cái nghĩa ha. This is, đây là, that is, kia là, these are và those are. Rồi, hai cái ở trên, hai cái this is và that is, nó dành cho số ít. Còn hai cái ở dưới, these are và those are, nó dành cho số nhiều. Có cách nào không ta? Số ít. Rồi, các bạn nhìn vào đây cho cô ha. Đầu tiên cô có số ít và số nhiều. Số ít mình muốn giới thiệu thì mình sẽ giới thiệu với this is hoặc là that is. This is, đây là, that is, kia là. Số nhiều, tương tự như vậy, cũng có này và kia. Nhưng mà mình thay từ this và that thành these và those. These are, those are. Rồi, cô ví dụ ha. This is, cô có một ví dụ. Đó là đây là một cây bút. This is a pen. Đây là một cây bút. Rồi, thêm một ví dụ cho that is. That is, vẫn là that is a pen luôn. That is a pen. Rồi, tiếp tục qua these are. These are là sao? These are là, these are với those are là nó dành cho số nhiều. Số nhiều thì mình phải đề cập là tới số lượng. Those are, these are, these are pens. Các bạn đợi một chút nha. Ok, các bạn chỉ cần nhớ cho cô ha, chúng ta sẽ có 4 loại. Số ít và số nhiều là 2 loại nè. Số ít thì gồm có this is và that is. Số nhiều thì gồm có these are và those are. Cái nghĩa của nó thì lát nữa cô sẽ nói tiếp về sau ha.
Rồi, đầu tiên chúng ta nhìn cho cô các từ vựng ở đây ha. Dress, socks, t-shirt, pants, shorts, shoes. Ok, có từ sock và từ pant và từ short shoe. Những từ này người ta đều thêm s bởi vì nó có từ hai trở lên. Thí dụ đôi vớ. Đôi vớ là một đôi thì sẽ có hai cái, cho nên từ short luôn luôn ở trạng thái thêm s. Rồi, tiếp tục quần dài, quần dài. Một cái quần thì cũng sẽ có hai ống quần. Vậy thì chúng ta cái chữ pant mình cũng thêm s. Và tương tự như vậy, từ short cũng có hai ống quần, mình phải thêm s. Shoes, một đôi giày đã gọi là đôi, đôi là hai. Hai thì shoe phải thêm s ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng luyện tập những từ vựng này ha. Bây giờ trong lúc các bạn tắt mic đi á thì cô Trang sẽ ngồi quan sát camera, cô sẽ nhìn xem khẩu hình miệng của các bạn có đọc theo hay không. Nha. Bây giờ cô sẽ mở cái audio cho các con lặp lại. Listening 99. Listen and point. Card. Ok, sorry. Tại sao nó lại nhảy qua bài cultural nhỉ? Các bạn ơi, nhớ đọc theo nha. Listening 41. Listen and point. Dress. Socks. T-shirt. Pants, shorts, shoes, t-shirt. Ok, wait a minute. Cả một lớp của mình, cô thấy sao mà có một mình bạn Minh Châu nói vậy? Sao mà có một mình bạn Minh Châu làm theo yêu cầu bài tập vậy? Bài tập này là bài tập repeat, nghe và lặp lại để mình ghi nhớ từ vựng mới nè. Khánh Nam, ngồi im nào, nghiêm túc nào. Đọc theo nghe không? Rồi Hải Đăng và bạn Phúc Minh. Phúc Minh con ngồi xa ra để cho cô thấy miệng của con nè. Cô nói cô sẽ ngồi quan sát xem cái con có đọc hay không mà. Giờ cô mở lại cho cả lớp mình cùng đọc nha. Dress. Socks. T-shirt. Pants, shorts, shoes, t-shirt, pants, shorts, socks, shoes, dress. Listen and repeat. Một lần nữa nghe và lặp lại. Dress. Socks. T-shirt. Pants. Shorts. Shoes. Listening 42. Listen and chant. Okay, stop right here. Rồi cả lớp chờ cô 2 phút nha. Cô sẽ quay lại liền, chờ cô 2 phút. Ngồi im tại vị trí nha.
Ok, các bạn ơi, chúng ta bắt đầu ha. Vừa nãy cô có công việc một xíu. Phúc Minh, come back. Ok. Rồi, vừa nãy các bạn đã luyện tập theo những từ vựng này rồi ha. Nhìn tranh thì đều biết nghĩa của nó rồi ha. Bây giờ cô sẽ mời từng bạn đọc lại để cô sửa phát âm nha. Bạn nào xung phong nào? Who can volunteer? Các bạn xung phong nhiều vào. Cuối giờ cô sẽ cho cộng điểm nè, chơi trò chơi nè. Rồi có thể là mình sẽ được ra sớm nữa nếu như mà ngày hôm đó bạn nào được xung phong nhiều nhất lớp. Rồi cô mời Minh Châu. Yes, dress. Okay. Chính Stop. Xác nè. T-shirts, pants, shorts, shoes. Ok, rồi đọc lại cho cô từ này nè. Socks. Chính xác. Bạn Minh Châu đọc là socks. Tức là sao? Chúng ta không đọc là socks, mà chúng ta phải vừa phát âm được âm K và vừa phát âm được âm S này ha. Socks. Socks. Đọc nhanh thì mình sẽ nghe là socks. Socks. Đúng chưa? Và tương tự như vậy, các bạn sẽ hay bị nhầm lẫn giữa hai từ vựng này. Có một ba chất điện ở cuối kỳ có không biết là ok, sorry nha. Vừa nãy cô đang nói tới cái đoạn mà short và short. Các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa hai từ này. Từ short có âm K và từ này thì đọc là short. Nó là âm T ha. Đừng nhầm lẫn nha. Rồi, cảm ơn Minh Châu nha. Ok, then next one. Who can volunteer? Ok, Khánh Nam please. The dress. No, don't read the dress. It's wrong. Dress. Dress. Chính xác. Dress. 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 Okay, tiếp tục nào. Talk. T-shirt. Cái chữ shirt này nó có âm T ở cuối cùng nè. Con phải phát âm ra nha. No, không phải là D, mà là T. T-shirt. T-shirt. Chính xác. Pan. Đây là âm A, nhưng mà con không đọc là pan, mà con đọc là âm A-E. Đọc là pants. Pants. Nào, cái này vừa có âm th vừa có âm s, vậy mình phải đọc sao? Mình đọc là pants. Con đọc lại pants. Pants. Ok, gần đúng thôi ha. Tiếp tục. Shorts. Chính xác, shorts. And từ cuối cùng, shoes. To learn loudly, shoes. Cái từ shoes này, mặc dù nó là âm O, nhưng mà chúng ta sẽ đọc như là âm U vậy đó, shoes. Ha. Chứ không có đọc là sâu, cũng không đọc là size nha, sai nha, shoes. Ok, bạn tiếp theo nào, ai xung phong? Phúc Minh, please. Hãy đăng không xung phong cuối giờ ở lại lớp nha. Yes. Mời Phúc Minh. Dress. Socks.
Socks. Sock. Con lưu ý phát âm âm k này trước rồi mới tới âm s. Socks. Socks. À, hơi bị lộn một xíu. Socks. Socks. Ừ, luyện tập thêm ha. Cái âm cờ s này nó cũng hơi khó đọc. Tiếp tục nào. T-shirt. 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 Cái chữ shirt này nó lại có một âm T ở cuối. Ở t-shirt. Cuối cùng. À, chính xác. Pants. Không đọc là pan, mà đọc là pants. Pants. Tiếp tục. Shots. 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 Shoes. Ừ, cái chữ shot này nè, phải phát âm là âm T trước rồi mới âm S sau. Con sẽ đọc là shots. Shots. Phúc Minh. Ok, đọc lại cái từ này nữa nè. Shocks. Socks. Ok, thank you. Ok, tiếp tục ha. Vừa nãy thì còn lại bạn cuối cùng nè, cô mời hãy đăng please. Yes. Đọc nào. Dress. 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 Ok. Socks. Ok. T-shirt. Chữ shirt này cô lưu ý là có âm T ở cuối cùng cơ mà. Again. T-shirt. T-shirt. Okay. T-shirt. No, skip. Past. Không đọc là pan mà đọc là pants. Pants. Okay. Shorts. Nó hơi có đọc ha. Shorts. Shorts. Shoes. Okay. Dress. Shorts. T-shirt. Yes. A year. Go. Yes. Go. Yes, cho I still hear you. Cho con học đến 9 giờ rưỡi nha. Cho con học đến 9 giờ rưỡi nha. Sao thế? Sao xin học thế? Mẹ con nói. À, là do mất tập trung đúng không? Mất tập trung đúng không? Chứ sao? Lúc tới giờ anh mẹ con nói. Là sao tới giờ ăn mẹ con nói cô chưa hiểu lắm. Lúc mà tới con mắt đầu vô cái mẹ con nói học đến kêu cô nào học đến 9 giờ rưỡi nha. Rồi, giờ học quy định của chúng ta là 9 giờ mà. Nếu như mà bạn nào muốn thì để cô xin, thí dụ như Hải Đăng thì chắc là nếu mà con muốn học thêm thì mình phải xếp vào một buổi gọi là buổi phụ đạo. Chứ mà các con mới học mới có 7 tuổi thôi. You're just 7 years old. It's too late for you. Nó rất là trễ ha. Học tới 9 rưỡi thì trễ quá. Ok, đây là những cái gọi là clothes. Các bạn có biết clothes không?
là những cái quần áo, giày dép, nón, mũ mà các con mặc lên người gọi là clothes. Rồi, à, chúng ta có mà con yes. bị nát. Ok, nhưng mà nó có lắc quá không? Có nghe được cô nói không? Cô vẫn thấy, nhìn thấy bạn Hải Đăng vẫn nghe thấy con mà. Rồi, cô bảo ha. Đây là những từ vựng mà chúng ta sẽ gọi nó là clothes. Clothes có nghĩa là những cái mà cái con mặc trên người. Quần áo, giày, dép, nón, mũ được gọi là clothes. Và nó sẽ bao gồm. Con bị nắp nên con không nghe tiếng của nó nên cô nói lại cho con nghe được không? Cô đang nói lại cho con nghe mà. Chỗ là nặng cá ơi. Cô đang nói lại cho Hải Đăng nghe mà con vẫn chưa nghe thấy hả? Dạ. Rồi con nghe thấy chưa? Nghe thấy cô nói gì không? Không nghe. Này là chắc bị về loa hả? Ý dạ. Ok. Các con sẽ về nhà học thuộc cho cô 6 từ vựng mới ha. We have just 6 new vocabulary. So, don't remember to learn this. Okay? Don't forget to learn this. Dress, socks, t-shirt, pants, shorts and shoes. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái bài về ha. Mình sẽ nghe một cái bài về. Một bài về nói về những cái 6 cái món đồ này, 6 cái món đồ mà mình vừa luyện tập. Listen carefully. Cô sẽ không cho nghe lần 2 đâu. Dress, dress, dress. Socks, socks, socks. T-shirt, t-shirt, t-shirt. Pants, pants, pants. Shorts, shorts. Shorts. Shoes, shoes, shoes. Okay, so can you hear me? Now can you hear? Nghe chưa? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái picture. Look at this picture and tell me what do you see? Cô nói là các bạn hãy nhìn vào cái bức tranh này và nói cho cô nghe. Các con thấy được cái gì ở trong đây? Có thể là các con thấy được bầu trời, thấy được cây cối hay thấy được người này người kia. Các con có thể nói bất kỳ một cái gì mà các con thấy, không cần là phải nói theo những từ vựng này mà nói thì cũng được. Rồi, bạn nào xung phong kể cho cô 3 thứ mà các con thấy được trong bức hình này. Tell me 3 things which do you see in this picture? Okay, Khánh Nam, please go first. Dad, baby, sister. You say dress, baby, and sister. Okay, that's the right answer. Nó cũng là một đáp án đúng. And bạn nào nữa không? Okay, Phúc Minh, please. Yes,
Okay, tell me three things which do you see in the picture? Dad, shoes, tree. Dad, shoes, and cái gì nữa nhỉ? Tree là cái gì nhỉ? À tree, à cái cây ở đây. Yes, okay. Bạn Phúc Minh thì tìm ra được ba cái. Đầu tiên là dad nè, shoes nè và tree. Còn cái gì nữa không? Bạn Hải Đăng, cô mời con. Dạ tìm gì? Tell me three things which you see in this picture. T-shirt. What else? Mới có một cái thôi. Cô bảo là kể ba thứ mà con thấy trong bức hình này. T-shirt. Bức hình nào? Còn gì ngoài t-shirt trong bức tranh này không? Bất kể thứ gì. Tòa nhà cũng được nè, bầu trời cũng được nè. T-shirt. Shorts. Books. T-shirt, shorts. What else? Con thấy được t-shirt, con thấy được shorts. Gì nữa không? Sofa. Sofa, no. In this picture, don't have sofa. Bức tranh này làm gì có sofa? Mà mấy con bị nát nên không thấy hình cô mở nên. Ủa vậy hả? Không thấy được hình cô mở luôn hả? Rồi, ok, không sao ha. Rồi, cảm ơn bạn Hải Đăng rất nhiều. Con có thể tắt mic giùm cô ha. Rồi, trong bức tranh này, chúng ta thấy được rất nhiều thứ in this picture. We see many, many things. Ok, we see the sky, the blue sky, the green tree and a sweater. À, các bạn có biết cái áo này không? Áo tay dài bình thường mình chơi trò chơi. Hôm qua mình cũng chơi games đó. Áo tay dài mình sẽ gọi là gì nhờ? Minh Châu, áo tay dài con sẽ gọi là gì? Yes. What is it? Cái áo tay dài của bạn Rosie đang mặc là gì? Gọi là gì? À, mình hay nói nó là sweater, đúng chưa? Sweater. À, ngoại trừ 6 cái từ vựng hôm nay chúng ta học thì chúng ta còn rất nhiều từ chưa biết nữa. Thí dụ nè, sweater nè. Ở đây là cái quần bằng da gọi là jeans, quần jeans nè. Mình cũng hay học nè, quần jeans nè. Rồi có blue sky, bầu trời màu xanh. Tree, cái cây nè. Rồi những tòa nhà phía sau, tòa nhà chúng ta sẽ đọc là building. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ về nhà luyện tập cho cô 6 từ vựng này, được không? Rồi, tiếp tục nè. Chúng ta có một bài tập ở đây. Đó chính là bài tập về ngữ pháp. Bài tập về ngữ pháp. Đầu tiên, cái mà các bạn cần phải nhớ cho cô đó là chữ aren't và are not. Aren't nó bằng với are not, có nghĩa là hai cái này nó y chang nhau. Các bạn có thể xài aren't cũng được, cũng có thể xài là are not cũng được. Nhưng mà chữ aren't này thường người ta sẽ sử dụng nhiều hơn, bởi vì nó viết tắt thì lúc nào cũng sẽ nhanh hơn. Rồi, đó là cái đầu tiên. Cái tiếp theo, nhìn vào bức hình đầu tiên cho cô ha. Nhìn vào bức hình đầu tiên, bạn nữ này đang cầm trên tay cái gì đây? What she hold in her hand? Cô ấy đang cầm cái gì vậy? À, Minh Châu, bạn nữ ở bức hình đầu tiên cầm cái gì? Socks. Chính xác, socks. Lúc này chữ shop phải có S, bởi vì bạn cầm hai chiếc thì ghép lại thành một đôi là số nhiều ha. Socks. Rồi, cô ấy đang cầm sock và cô ấy hỏi là are these her socks? Người ta hỏi là are these her socks?
À, từ her ở đây có nghĩa là của cô ấy. Nếu như các con có từ she là cô ấy, thì từ her có nghĩa là của cô ấy. Nó là hai cái khác nhau nha. Một cái là cô ấy và một cái là của cô ấy. Và tương tự như vậy, chúng ta có bên này từ his. Nhìn vào cái từ cô chỉ ha. Từ his. His ở đây có nghĩa là của anh ấy. Và từ anh ấy là he, thì của anh ấy là his. Cô ấy là she, của cô ấy là her. Ok. Và chúng ta có một câu hỏi đó là are these her socks? À, những cái này, từ these vừa nãy cô dịch nghĩa ra, these có nghĩa là những cái này. Động từ to be are này các con sẽ dịch là. Chữ are này mang nghĩa là. Những cái này là vớ của cô ấy, phải không? Vì là câu hỏi cho nên khi mình dịch ra tiếng Việt mình thêm cái từ phải không. Rồi, nếu như câu hỏi bắt đầu bằng are these, thì câu trả lời dù yes hay no thì chúng ta phải có cái cụm they are trước. Are these thì đáp lại sẽ là they are. Rồi, còn nếu như no thì chữ they are nó sẽ thêm not. Mình được là aren't. No, they aren't. Yes, they are. Rồi, bây giờ cô mời các bạn đọc lại câu này theo cô ha. Bạn đầu tiên cô mời hãy đăng. Nghe cô đọc rồi lặp theo nha. Are these her socks? Hãy đăng. Hãy đăng ơi. Dạ này mắt máy còn bị ngắt. Ok, bây giờ lặp lại theo cô nè. Are these her socks? Are these her socks? Yes, they are. Cái câu yes. Are these her socks nghĩa là gì nhỉ? Đây có phải là đôi vớ không? Sai bét bèn bẹt luôn. Chữ these có nghĩa là những cái này. Nhớ nha, these mang nghĩa những cái này. Are mang nghĩa là. Những cái này là her sock là vớ của ai? Vừa nãy cô có giải thích her là của ai? Của tôi. No, her là của cô ấy. Của tôi là my, của bạn là your, của anh ấy là his, của cô ấy là her. Rồi, tiếp tục. Yes, they are, phải. Đúng rồi, chúng là vớ của cô ấy đó. Yes, they are. Rồi, tiếp tục. Bạn hãy đăng đọc tiếp cho cô nè. Pants. Từ này không đọc là there mà từ này đọc là these. Cô biết con đang nhầm lẫn. Pants. Rồi dịch nghĩa ra. Are these nghĩa là gì? Từ these mang nghĩa là những cái này là quần sọt. No, chữ pen này đâu phải quần sọt đâu con. Đừng có nhìn hình nhìn vào chữ mà dịch chứ. Pen là cái quần gì? Đây nè. Mới học xong. Pant. Ok. Quần dài. Pant là quần dài. Rồi, vậy thì cái câu are these his pants mang nghĩa là những cái này là quần dài của ai? His là của ai? His là của cô ấy. Của anh ấy. Từ her bên này mới là của cô ấy, còn từ his là của anh ấy. No, they. Ủa con, khi mà mình câu trả lời của mình là no thì mình sẽ trả lời là no they aren't, hay mình sẽ trả lời là no they are? No they aren't. Chính xác. Nếu như câu trả lời là no thì chữ are phải thêm not, ta được là aren't. Còn nếu như câu trả lời là yes thì chỉ giữ nguyên they are. Rồi, cô biết các bạn sẽ nhầm lẫn cho nên bây giờ các bạn sẽ phải take notes chỗ này lại một xíu nè.
Mình sẽ ghi chú chỗ này là một xíu. Đầu tiên cô có từ these. Từ these có nghĩa là gì? Cô mời bạn Khánh Nam nhắc lại. Khánh Nam. Những cái này là... Chính xác, từ these có nghĩa là những cái này. Những cái này thôi, từ là cái khác. Những cái này. Tiếp theo, cô có từ... Cô có từ are hoặc là is. Are và is. Nó mới mang nghĩa là. Nhưng mà khác ở chỗ are thì dành cho số nhiều, còn is thì dành cho số ít. Nếu như đã dùng là these thì phải là these are, chứ không có cái chuyện mà these is. Ôi, con không thấy phần cô đánh máy. Oh, sorry. Cô không biết là cô share lộ màn hình. Sorry các bạn nhiều. Coi, con thấy cô đánh máy. Ủa? Con lại thấy cô đánh máy à? Rồi, bây giờ bạn Khánh Nam thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, ở đây cô đánh ra là these, hai chấm, những cái này. Are và is đều mang nghĩa là. Nhưng are thì dành cho số nhiều và is thì dành cho số ít. À, nhưng mà nếu như các con muốn sử dụng là những cái này là thì các con phải sử dụng là these are. Chứ các con không thể nào sử dụng là these is được hết. Đã là những rồi. Từ these này có nghĩa là những nè. Những cái này nè là số nhiều. Số nhiều thì mình phải đi với are. Nhớ nha, nhớ cho cô. Giữa are và is. Are là số nhiều, is là số ít. These are. Còn đi với is thì chúng ta dùng là this is. Bởi vậy vừa nãy cô mới nhắn ở đây nè. Cô có ghi ở đây nè. This is. These are. That is. Those are. Mấy cái này nhiều lắm. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp ha. Rồi, tiếp theo đó, chúng ta có từ he là anh ấy. Từ he là anh ấy. Nhưng từ his lại là của anh ấy. Của anh ấy. Tương tự như vậy, mình có từ she là cô ấy. She hai chấm cô ấy. Thì từ her là của cô ấy. Rồi, bây giờ cô mời các bạn đọc lại và đọc luôn cả nghĩa để mình nhớ nha. À, có lẽ là bây giờ cô xóa từ is này đi. Bài này mình đang học từ are thôi. Rồi, bây giờ cô mời bạn đầu tiên đọc cho cô nè. Minh Châu, please. Yes. Con sẽ đọc these, những cái này, are là, tương tự như vậy đọc hết xuống dưới cho cô ha. These, những cái này, are, là, he, anh ấy, his, của anh ấy, she, cô ấy, here, của cô her. Ấy. Her. Her. Đúng rồi, đọc là her, không đọc là here ha. She, cô ấy, her, của cô ấy. Tương tự như vậy, cô mời Phúc Minh nhắc lại cho cô những từ vựng mới nào. Yes. These. Những cái này. Are là. His, anh ấy. His, của anh ấy. She, cô ấy. Her, của cô ấy. Ok, thank you. Và bạn tiếp theo, cô mời Khánh Nam. Đi, những cái này. A, là. He, anh ấy. His, của anh ấy. She, cô ấy. Her, cô ấy. Đọc lại. Her. Her. Cô không ấy. Phải đọc là her mà là her. Her. Cong lưỡi cô. Lên có chữ a thì phải cong lưỡi. Her. Của cô ấy. Nhớ nha, she. Cô ấy, còn her thì lại là của cô ấy. Và đây là những từ vựng mà các bạn nên nha.
nên và bắt buộc sẽ phải học thuộc. Thuộc để làm gì? Để mình biết khi nào mình phải sử dụng. Thí dụ, quay trở lại với bài. Thí dụ quay trở lại với bài. Đây. Bài này người ta cho mình hai câu hỏi: Are these her socks? Và are these his pants? Nếu như mình không học từ these, mình không học từ her, không học từ his, thì làm sao mình hiểu được? Đúng không? Thí dụ như cái câu hỏi này: Are these her socks? Thì mình sẽ biết được, mình dịch là: đây là những. Từ these là đây là những. Từ are là. Đây những cái này. Từ these là những cái này. Hoặc là đây là những đề như vậy. Những cái này là vớ của cô ấy, phải không? Riêng nha, từ her này các bạn đừng nhầm lẫn là cô ấy, mà phải dịch là của cô ấy. Nó là tính từ sở hữu. Sau này các bạn sẽ được học sau. Are these her socks? Những cái này là vớ của cô ấy, phải không? Yes, they are. Yes thì đi với they are, còn no thì sẽ đi với they aren't. Are these his pants? Đây là những cái này là quần dài của anh ấy, phải không? Bởi vì ở đây người ta ghi là pants, mà trên hình thì lại là short. Vậy thì chúng ta rút ra được pants là quần dài, short là quần ngắn. Mà ở đây hỏi quần dài của anh ấy hả? Thì chắc chắn câu trả lời phải là no rồi. No thì sẽ đi với aren't. Yes thì sẽ đi với are. Ok. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là về nhà học thuộc cái hai cái câu hỏi này. Học thuộc câu hỏi và câu trả lời này. Tức là học thuộc hai cái ví dụ này. Bữa hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn cách để đặt một câu ví dụ tương tự như vậy luôn. Rồi. Và đừng quên học cho cô cái chỗ này nè. Aren't. Nó chính là chữ are not. Aren't là viết tắt của từ are not. Rồi vừa nãy thì hình như là cô mới mời bạn Hải Đăng đọc cái này thôi. Bây giờ sẽ tới lượt các bạn khác đọc ha. Cô mời bạn bạn Khánh Nam đọc cho cô nè. Are these her socks? Yes. That they are. Ok, dịch nghĩa cho cô nha. Are these. They, dịch từ these chứ. Đấy có những cái. Những cái này. Những cái này có là của cô ấy có. Những chiếc vớ này là của cô ấy có, phải không? Ok, bây giờ con nhìn vào cái điểm mà cô chỉ ha. Look at my point. Nhìn vào cái con chuột của cô chỉ. Cô chỉ từ nào thì con sẽ dịch từ đó trước. Đầu tiên cô chỉ từ these. Những. Dịch ra nè. Những cái này. Là. Là. Là socks. Socks là cái gì con? Chiếc vớ này. Nhưng mà ở đây socks là số nhiều, người ta có thêm s, con có dịch là chiếc không? Những. Con chỉ dịch là vớ thôi là đủ hiểu rồi. Những cái này là vớ cô ấy có phải không? Chính xác, của cô ấy có phải không? Những cái này là vớ của cô ấy, phải không? Yes, they are. Rồi, chỗ này cho cô hỏi bạn Khánh Nam ha. Nếu như cô trả lời là yes, they aren't, thì câu này đúng hay sai? Đúng. Nè, nghe nè. Yes, they aren't. Đúng hay sai? Sai rồi. Nào, đây là cái câu ví dụ mẫu. Những cái chỗ màu đỏ là những cái chỗ mà không thể nào thay đổi ha. Yes thì đi với they are. No thì mới là aren't. Con nhìn ha. No they aren't. Yes they are. No they aren't. Các bạn sẽ lặp đi lặp lại hai cái câu này thì nó sẽ thành quen mồm. Mai mốt các bạn
nói một cái câu là yes they aren't là tự nghe thấy nó ngược ngược. Vậy thì chỗ này nếu như câu trả lời là yes thì chỗ này có được là they aren't không Khánh Nam? Không. Yes thì có yes they aren't không? Không. Yes chỉ có they are thôi. Còn no, nếu như cô trả lời là no, they are thì con nghĩ đúng hay sai? No, they are. Sai. Đây nè, nhìn vào màn hình của cô ha. Nhìn vào màn hình cái câu hồi đó cô đang chỉ. No, they aren't. Được chưa? No thì sẽ đi với aren't. Còn yes thì sẽ đi với are. Về nha, bạn Khánh Nam nhớ học thuộc câu hỏi và câu trả lời của hai ví dụ này cho cô ha. Ok. Don't forget. Đừng có quên đó. Bạn Hải Đăng đâu rồi? Sao lại tắt camera? Đi xem đá banh rồi hả? Hải Đăng, where are you? Camera mà. Các bạn khác có thấy camera của con, bạn Hải Đăng không? Cô cũng không thấy. Dạ có, con có thấy mà cô. Ủa thế hả? Chắc là nó bị cái gì rồi. Rồi bây giờ cô mời bạn tiếp theo. Cô thấy bạn Minh Châu Xuân Phong nè. Cô mời con đọc và dịch ra cho cô ha. Yes. Are these her socks? Yes, they are. Ok, dịch từ này chứ. Từ these vừa nãy cô ghi ra là gì nhỉ? Những cái này. Những cái này là đôi tóc. Her có nghĩa là gì? Của cô ấy. Phải không? Phải không? Ừ. Đối với câu hỏi này, trả lời là yes thì chỗ này sẽ là are. Trả lời là no thì chỗ này sẽ là aren't. Được chưa? Rồi, đọc nè. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Ok, that's right. Rồi, đọc cho cô câu hỏi thứ hai. Are these his pets? Are these his pets? Yes, ok, thank you. Rồi, nhớ cho cô nè. Aren't bằng với are not. Rồi, cảm ơn bạn Minh Châu nhiều ha. Bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo bạn nào nhờ? Vừa nãy Hải Đăng nói rồi, Minh Châu nói rồi. Còn bạn Phúc Minh đúng không? Mời con nè. No aren't hay là no aren't? No, they aren't. No, they aren't. Yes, they are. Nó khác nhau ở chỗ are và aren't. Yes và no. Đi với câu trả lời yes thì giữ nguyên là are. Đi với câu trả lời no thì chữ are thêm not, chúng ta được là aren't. Con có thể trả lời là no they are not cũng được. Nhưng thường thì chúng ta sẽ trả lời là no they aren't ha. Are not và aren't đều giống nhau. Rồi, Phúc Minh còn thắc mắc gì không nào? Do you have any question? Phúc Minh rõ chưa? Ok. Rồi, Phúc Minh vừa nãy nói hai câu này chưa ấy nhỉ? Chưa. Ok, bây giờ con nói luôn ha. Đọc nào. Are they these? Từ này đọc là these. These her socks. Okay. Yes, they are. Câu này dịch ra có nghĩa là gì? Dịch từ these trước. Đây. Những cái này. Những cái này. Từ are. Từ are. Những cái này là của cô ấy phải không? Cái gì của cô ấy đây? Cô chỉ từ nào thì dịch từ đó.
Vớ. Phải không? Của ai đây? Từ her là của ai? Của cô ấy. Phải không? Phải không? Rồi, bây giờ cô chỉ lại cho con đọc nè. Đầu tiên dịch từ these. Những cái này, những cái này. Những cái này. Có phải của cô ấy không? Từ A là. Cô đang chỉ từ A nè. Là. Shot là gì? Đôi giới. Her là? Ủa? Cô ấy. Dấu chấm hỏi thì thêm từ phải không? Câu này dịch suông ra dịch chính xác và sát nghĩa nhất. Những cái này là vớ của cô ấy, phải không? Rồi, nếu như say yes thì chúng ta sẽ là they are. Nếu như say no thì phải là they aren't. Rồi, Phúc Minh đọc tiếp cho cô câu hỏi thứ hai. Are they these? Từ này đọc là these. His pants. Are these his pants? Dịch từ these chứ. Những cái này are là pants, quần dài his của anh ấy đúng rồi, của anh ấy phải không. Đúng rồi, bây giờ bạn Phúc Minh đã nhớ được từ và đã biết cách đọc rồi. Rồi, ở đây người ta say no thì là no they are hay no they aren't? No they aren't. Chính xác, đã là no thì phải là aren't. Còn nếu như say yes thì chỉ có are thôi. Ok, và một lưu ý nhỏ ở phía dưới cuối bảng đó là aren't. Nó equal với are not. Từ aren't nó đồng nghĩa và nó bằng với are not luôn ha. Các con có thể nói là no they are not cũng được. Nhưng mà để hay hơn, chuyên nghiệp hơn, more professional, we can say no they aren't. Ok. Rồi, bài hôm nay tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần bài tập một xíu. Trời, nãy giờ cô dạy mà cô quên mất là phải cho làm bài tập luôn. Sorry guys, my misunderstand. Rồi, bài tập này cũng nhanh thôi. Ok, look at lesson 6. Nhìn vào bài tập số 6 ha. À mà thôi, phần này để bữa sau mình học vậy. Để bữa sau mình làm bài tập này vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chơi games giải trí một xíu nè. Ok, cả lớp có quyền bật mic lên rồi ha. Now it's time for... chơi game số 3. Chơi game số 4. Số 3, số 4. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Chơi, mình chơi game số 4 trước. Bởi vì hôm nay mình vừa mới học về bài quần áo. Thì chắc chắn mình sẽ có nhiều từ vựng cần ôm ha. Mình sẽ chơi trò mặc đồ này nè. Switch, thay đổi. Oh, t-shirt. Ok, từ t-shirt vừa nãy mình học là gì? T-shirt. Áo thun. Purple, what color? Màu tím. Right here or here? Cái nào? Màu tím. Cái đầu tiên. Short or hair? Đầu tiên xác định cho cô hair. Hair là cái gì đã? Bộ tóc. Orange là màu gì? Màu green. T-shirt. Curly là sun. Tóc ngắn, xoăn, màu cam. Là màu nào nhờ? Skirt. Cái đầu tiên. Short, curly, red hair. Skirt. Bạn nào đang chơi riêng hả?
Nếu mà chơi riêng như vậy thì nghe nó bị tiếng nó vang vào đây á. Bạn Khải Đăng phải không? Dạ. Đúng, bạn Hải Đăng. Biết ngay mà. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với pants. Green pants. Từ pants mình vừa mới học là gì các bạn? Quần dài. Quần dài. Quần dài. Chính xác. Green là màu. Màu xanh lá cây. Ok. Rồi, đến với bạn tiếp theo. Green t-shirt. T-shirt là cái gì? Áo thun. Áo thun. Green là màu. Ok. Short curly blonde hair. Short curly blonde hair. Hair là bộ tóc. Bộ tóc blonde. Đố bạn nào biết blonde là màu gì? Blonde là màu bạch kim hay còn gọi là màu vàng hoe. Màu tóc này sẽ phổ biến ở người châu Âu nhiều hơn là người châu Á. Vậy thì blonde hair, curly là tóc xoăn nè, short là ngắn hay dài? Ngắn. Ngắn. Vậy thì đây sẽ là bộ tóc. Bộ tóc màu ánh kim, bộ tóc ngắn màu ánh kim, tóc xoăn ha. White jeans. White jeans. Cho cô hỏi jeans là quần gì? Quần bò. Jeans là quần bò. White là màu gì? Màu trắng. Ok, chúng ta có white jeans. Cái này. Và cái cuối cái này nữa. Green t-shirt. T-shirt là Áo thun. Áo thun, cô bấm vào áo thun nha. Green là Green. Ok. Long white skirt. Rồi, skirt là cái gì? Con váy. Long là ngắn hay dài? Dài. Vậy thì chúng ta có chân váy dài màu gì đây? White. Màu trắng. Chính xác. Long white skirt. Short curly blonde hair. Hair là Bộ tóc. Short là tóc ngắn hay tóc dài? Tóc dài. Short là ngắn nha. Blonde, vừa nãy cô vừa mới nhắc blonde là màu gì? Đúng rồi, blonde là màu vàng hoe, màu bạch kim. Curly là tóc, tóc xoăn, ok. Tóc ngắn vàng, tóc gì ta? Tóc ngắn xoăn màu vàng hoe, tóc ngắn xoăn màu vàng hoe. Rồi, đến với một nhân vật nữa. Green t-shirt. Nhắc lại, t-shirt là áo thun. Green là màu xanh lá. Long green skirt. Ở đây chúng ta lại tiếp tục có skirt là chân váy dài. Đúng rồi, long skirt là chân váy dài màu gì? Màu xanh lá cây. Chính xác. Short curly blonde hair. Hair là màu hair. Hair là gì? Tóc. Blonde là màu vàng hoe. Short màu là ngắn hay dài? Ngắn. Curly là xoăn hay thẳng? Xoăn. Ok, tóc ngắn xoăn màu vàng hoe. Ok, bài tập này vậy là đến đây là xong rồi ha. Rồi. Cô nghe. Nàng workbook đi. Làm workbook hả? Workbook mình còn dài lắm cho nên là buổi học hôm sau chúng ta sẽ làm workbook nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thêm một trò chơi nữa đi. Game số 3 đi cô. Số 3. Rồi lát nữa mình quay ra mình còn thời gian cho số 5 tiếp. Easy, yeah. Medium, hard. Yeah. Easy, hard. Hard. 40. Scarf.
Balloon. Balloon. Balloon, nó mê. Test có nghĩa là kiểm tra. Vậy trước giờ kiểm tra chúng ta sẽ cảm thấy nervous, nghĩa là lo lắng. Lo lắng. Chúng ta có từ đầu tiên. And. 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 S. Nervous. Nervous có nghĩa là lo lắng. Ồ, hại lo lắng. Art room. Đầu tiên chúng ta có từ phòng. Phòng là room. Là room. Còn ở đây nó là phòng tranh để trưng bày tranh. Tranh là art. Đánh vần nào. Art. Là con. A. 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 In the evening. In the evening, nhìn vào bức tranh thì mặt trời đang lặn xuống, bắt đầu chuyển sang buổi tối. In, đầu tiên từ in. I. I am. Am. Con đi, thấy, đi. Con trông thấy đi. In đó. Đi. See.
Thì bố mẹ có con học lớp 6 rồi. Evening, evening. Z. Z. Evening, ning. G. In or in? G. Evening, in the evening. Ok, chúng ta chơi tới đây thôi ha. Rồi bài tập về nhà của các bạn sẽ là học từ vựng và đọc cho cô hai câu hỏi, đọc thuộc hai câu hỏi, hai câu trả lời ở trong sách giáo khoa, được chưa? Yeah. Ok, yes. Goodbye and see you again. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. 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 Goodbye.